Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề bà Nancy Pelosi và ông McConnell. Bà Nancy Pelosi đến giờ này bà ta vẫn chưa cho biết là cái ngày giờ nào sẽ chuyển cái kết quả của bỏ phiếu Hạ viện trước ngày Noel để đàn hạch Tổng thống về hai cái tội, là cái tội lạm dụng quyền thế, abuse of power, và cái tội thứ nhì đó là obstruction of Congress, cản trở quốc hội. Quý vị thấy cả hai cái tội vô duyên. Nói lạm dụng quyền thế là cái gì? Là khi mà liên lạc cái cú điện thoại của Donald Trump với Ukraine, Donald Trump yêu cầu Ukraine điều tra Joe Biden về vấn đề tham nhũng. Đó là cái chuyện giữa hai nhà ngoại giao, chuyện thường. Và đồng thời cả hai cái tội, tội thứ nhì cản trở quốc hội thì có lý. Tại sao gọi là có lý? Là vì quốc hội yêu cầu Donald Trump cho những người nhân viên của ông ra điều trần trước ủy ban tình báo, trước ủy ban tư pháp, nhưng mà Donald Trump từ chối, nói rằng là các anh làm việc không đúng quy tắc. Nếu các anh làm việc đúng quy tắc theo hiến pháp thì các anh truy tố một người, các anh phải cho biết người truy tố là ai. Đằng này các anh truy tố Tổng thống Mỹ đương nhiệm mà là truy tố một cách mơ hồ, nói rằng có một người nào đó người ta đưa thơ, người ta tố tôi. Mà hỏi đến thì các anh lại bảo rằng là vì vấn đề an ninh cho nên không thể cho phép người đó ra trình diện. Đó là các anh xạo. Mà các anh xạo, các anh bắt tôi phải đưa người của tôi ra trong khi việc nó không có thật, thì làm sao tôi làm được? Cho nên tôi không đáp ứng. Hiến pháp không có cái đoạn nào là bắt Tổng thống phải nghe lời quốc hội. No. Quý vị nhớ rằng quốc hội, hiến pháp của Hoa Kỳ là một hiến pháp tam quyền phân lập. Hành pháp không có quyền xen vào việc của tư pháp, tư pháp không có quyền xen vào việc lập pháp. Tổng thống nghe được quốc hội tốt, không nghe cũng chả sao. Không có cái luật hiến pháp nói rằng nếu không nghe quốc hội thì phải tống cổ ra khỏi tòa giám. No. Thế thì các anh dân biểu Adam Schiff với là Nadler là các anh dốt. Nếu các anh không phải là những tên dốt, các anh cả chớn. Và bà Pelosi thì là đại cả chớn, bà là chủ tịch quốc hội. Thế thì cái việc Tổng thống Donald Trump rất đúng. Cho nên dân Mỹ bây giờ nó đồng ý. Theo những cuộc thăm dò mới đây ở tại các tiểu bang mà lâu nay dân chủ được cử tri đông, như là Hampshire, như là New York, thì giờ này đây dân cử tri ở nơi này người ta đang phản đối những anh dân biểu mà bỏ phiếu chất phế đàn hạch Tổng thống Donald Trump trong cái kỳ Noel vừa qua. Từ 40 cho đến 60% họ phản đối. Những cái cuộc thăm dò đó làm cho đảng Dân Chủ mất mặt và không có cái hy vọng nào mà có thể thắng cử được Tổng thống, và cũng không có hy vọng nào giữ được Hạ viện vào ngày tháng 11 năm 2020 tới đây. Và có nhiều dư luận cho biết rằng với một cái đà tiến triển như thế này thì Đảng Cộng Hòa không những thắng Tổng thống mà giữ luôn cả Hạ viện và Thượng viện. Đến cái giây phút đó thì là anh chàng của bên Dân Chủ chỉ có từ chết cho đến bị thương. Thế thì câu chuyện tiếp tục làm sao? Thượng viện nó bảo nếu mà Hạ viện mà không đưa cái bảng kết quả bỏ phiếu lên cho Thượng viện thì coi như là Donald Trump không có tội và tất cả những cái sự kiện bầu bán lâu nay vất, coi như chưa bao giờ có xử án. Và đồng thời Thượng viện sẽ họp để bỏ phiếu luật, đưa ra cái dự luật mới về phương pháp xử tội Tổng thống, không giống như là đòi hỏi của bên Hạ viện, cũng giống như là
đường lối của Tổng thống Bill Clinton bị xử án vào năm 1999. Giây phút đó quý vị nhớ Hạ viện là của Cộng hòa, Thượng viện là của Dân chủ. Mà khi Hạ viện đã bỏ phiếu chốt phế Donald Trump, chốt phế Bill Clinton thì đưa lên Thượng viện thì lại gặp rắc rối của Đảng Dân chủ. Và Đảng Dân chủ lúc bây giờ không đồng ý chốt phế theo đường lối của Hạ viện của Cộng hòa. Họ đưa ra cái lối bầu riêng và bỏ phiếu riêng và xử án riêng. Kết quả Bill Clinton vô tội. Và hôm nay Đảng Dân chủ cũng biết trước là con đường vô tội của Donald Trump. Bởi vì họ tố Donald Trump là tố một cách bừa bãi, tố ẩu. Còn Bill Clinton là người có tội thật, đem gái vào tòa Bạch Cốc để mà ăn chơi. Thế thì một ông dân thượng nghị sĩ khác là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông Lindsey Graham ông mới nói rằng là chúng ta có thừa túc số của thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa để tổ chức bầu cử, đưa ra dự luật mới. Đảng Dân chủ lá làng, bởi vì anh chàng Chuck Schumer, anh ấy muốn là phải đưa thêm 4 người của Đảng Cộng hòa ra điều trần trước khi xử án. Và Đảng Cộng hòa bảo như vậy là anh muốn câu giờ, chứ không phải là anh muốn xử án. Là vì đưa 4 người ra, nếu mà điều trần không thỏa mãn, anh có quyền đưa thêm 4 người khác. Đến giây phút đó kéo dài và kết quả không đi về đâu. Và đấy cũng là đường lối của mụ Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ, câu giờ cho đến ngày tranh cử. Bởi vậy cho nên thượng nghị sĩ Graham, ông ta vừa là chủ tịch ủy ban tư pháp của Thượng viện, ông ta là một luật sư, ông ta còn là thành viên ở trong ủy ban ngoại giao đối ngoại của Thượng viện. Và ông ta nói rằng là chúng ta có thừa túc số của thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu để lập ra cái đường lối xử riêng của chúng ta. Bởi vậy cho nên đây là một cái thất bại lớn lao cho bên Đảng Dân chủ, vì sớm muộn cũng sẽ bị đưa lên tòa Thượng viện xử theo kiểu của Đảng Cộng hòa. Và đến giây phút đó Hạ viện sẽ mất mặt, giống như là Tổng thống Donald Trump ban đầu xin tiền của Quốc hội để xây bức tường biên giới. 5 lần 7 lượt Nancy Pelosi nói rằng một xu tôi cũng không cho. Donald Trump phải dùng đến luật hiến pháp. Và đến lúc luật hiến pháp trao quyền tổng thống, gọi là ban hành tình trạng khẩn trương của quốc gia, tổng thống có quyền du di tiền bạc và thừa tiền để xây tường. Đến giây phút đó mụ Pelosi vỡ mộng và trở thành bất lực trước công việc của Donald Trump. Và đến bây giờ thì không còn nói gì nữa về vấn đề xây tường. Quý vị thấy Đảng Dân chủ, chúng ta cứ cho là họ dốt đi, chứ họ biết mà họ vẫn làm bậy. Năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống bị Đảng Dân chủ chửi tới chửi lui vấn đề immigration. Năm thứ hai Donald Trump bị Đảng Dân chủ chửi về cái tội ngăn cách gia đình của những người bất hợp pháp, cha mẹ nhốt riêng, con cái nhốt riêng, và chúng tố rằng Donald Trump là một người diệt chủng và chống lại nhân loại. Nhưng rồi đến lúc đem lên tòa thượng thờ tối cao thì họ nói rằng Donald Trump là người không có vi hiến và là một vị tổng thống có toàn quyền để mà giải quyết và điều hành an ninh quốc gia. Kết quả Donald Trump thắng một cách liên tục, từ vấn đề cấm người Hồi giáo cuối cùng vẫn thắng ở tối cao pháp viện, tới vấn đề chống nhân loại vì cái tội ngăn cách gia đình và con cái cũng được tối cao pháp viện thông qua cho là không có vi hiến. Rồi đến bây giờ lại còn cái vấn đề Robert Mueller, quý vị thấy không? 22 tháng trôi qua, Donald Trump vẫn là một người thắng cử, vì Robert Mueller không tìm có bằng chứng nào cho thấy
là Putin của Nga đã xâm nhập vào bầu cử của Hoa Kỳ để cho Tổng thống Donald Trump được trúng cử. Ba chuyện, nếu hôm nay là chuyện thứ tư là cái chuyện đàn hạch vì có một cú điện thoại. Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người chỉ có một cú điện thoại mà Tổng thống bị truất phế. Cho nên đây là một cái trò chơi bẩn thỉu của Đảng Dân Chủ, và kết quả nó sẽ đứng hẳn về phe của Tổng thống Donald Trump. Đúng như lời của ông gọi là witch hunt, là một cuộc truy lùng phù thủy không đi đến đâu cả. Và mọi người đều biết rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ thắng cử một cách tuyệt vời năm 2020 sắp tới đây. Bằng chứng là tất cả những nơi ông đến đều có hàng vài chục ngàn người, nếu không muốn nói là hàng trăm nghìn người, đã phải là đem lều, đem chõng ngủ hàng hai đêm trước để chờ đến ngày giờ cuối cùng được gặp Tổng thống Donald Trump. Bởi vì chúng ta chờ vài ngày nữa, Thượng viện sẽ họp bỏ phiếu đưa ra các luật xử riêng. Còn bà Nancy thì lại chủ trương rằng phải cho người ra đối chất thêm và phải xem cái là Thượng viện đưa ra xử án như thế nào trước khi bà ta mới gửi cái bản kết quả bỏ phiếu về vấn đề đàn hạch Tổng thống Donald Trump ở trước ngày Giáng sinh vừa qua. Cho nên chúng ta thấy rằng một vài ngày tới cũng sẽ là những ngày quyết định, giống như là 48 giờ sắp tới rất quan trọng đối với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran và Trung Đông. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng tôi sẽ trở lại phần 3. Xin cảm ơn quý vị.